Chào mừng các bạn đến với kênh Cuốn Chi. Đây các bạn ơi, sau khi múa xong thì các bạn nhỏ của chúng ta rất là phấn khởi. Thấy lại ông bà đến để xem biểu diễn thì đến muộn mất rồi. Nên là bây giờ ông bà sẽ xuống dưới kia để cho các bé ăn kem. Đấy. Đi thôi. Ăn cho bố cái, cho bố cái. Bố mẹ. Rồi, hôm nay là ăn quà của Sumi. Đi thôi, cả nhà mình đi thôi. Thấy An rất là vui mừng khi được đi ăn kem ấy. Bây giờ mình xuống nha, cho các bạn nhỏ ăn kem nhá. Trời ơi, hai bạn nhỏ đang trên đường đi xuống mà thấy nhân ảnh siêu nhân nhảy vào chụp ảnh. Hai bạn đứng bên này, một bạn đứng bên kia chụp được. Nào, nào, 1, 2, 3 nhá. Rồi, đi. Thôi, chụp rồi, chụp rồi. Ôi, sao mày nắm đồ gấu bông thế nhỉ? Ui, trong kia nắm gấu bông không? Vào xem tí đi. Rồi các bạn ơi, đi vào xem gấu bông ở trong ảnh tí nha. Bên này là gì đấy? Ôi, bên này là hình ôi, hình lạ chưa? Chưa bao nhìn thấy trên cuộc đời này luôn. Siêu nhân á. Siêu nhân là chụp phải nhá. 1, 2, 3. Chú. Rồi, ôi, ăn béo mồm luôn. Đi. Đang này à? Đâu? Ui dồi ôi, đang ngày nhiều siêu nhân thế nhỉ. Ôi, cái gì vậy? Đây là cái gì? Cái gì vậy? Mặt người nhẹ nó gối, gối đầu phải không? Ôi, ở đây nhiều đồ ấy. Ôi, toàn cái lạ đây, lần đầu tiên nhìn thấy luôn. Người nhận gì mà ôi, sao người nhận gì mở tay vậy? Buông bụng kia. Hả? Ôi đây nắm đồ. Ui chết rồi, rơi rồi. Ui ui, ăn nhận đây một cái. Ăn nhanh lên, nhanh lên, bẩn có cái. Ui. Ui chết chưa, cắm một cắm tay này. Đau chưa? À, đôi dép cá mập đấy, đúng rồi. Đôi dép cá mập đấy các bạn ạ. Ôi, cửa hàng này là quả bí ngô. Cửa hàng này là cửa hàng của siêu nhân đúng không? À, gọi là thú nhồi bông. Đây tất cả mọi con này đều bằng bông, bằng nhựa hết. Hả? Đây là, ủa, con này chắc phải đắt lắm đấy, không biết bao nhiêu tiền con này. Người nhẹ nói. Đây, vào trong kia xem thú nhồi bông tiếp đi. Đây là một cửa hàng đặc biệt có những món quà. Toàn những món đồ đặc biệt thôi, lần đầu tiên mà nhìn thấy đấy. Ôi con cá này, cái mồm của nó kiểu gì kìa. Úi dồi, mồm lệch à, lệch mồm à. Hả? Con sứa ở đâu? Ôi, con ơi. Hả? Cá mập, à cá heo, cá heo. Cây gai. Cây xương rồng, cây xương rồng. Ờ đúng, cá voi xanh thật. Thôi cửa hàng này nắm đồ thế. Chưa thấy cửa hàng nào nhiều đồ thú như bông thế này. Úi dồi. Con gì đây? Ủa con gấu á? Ôi, mọi người cứ xem cái rút hết ra của người ta thế. Để vào, để vào. Bố tự xem là được rồi. Rồi, các bạn ơi, ở đây là, đây là một khu đựng rất là nhiều gấu luôn. Hả? Rất là nhiều gấu luôn. Đâu? Trời ơi, sợ lắm. Nhìn con mèo Halloween này sợ lắm. Hả? Ơi, sao nhiều thứ thế? Nói nhanh đi. Ủa dồi, vườn này chả biết thế nào. Hả? Cái này là cái gì? Con đấy này làm gì? Ôi, cái này cái đấm lưng đấy con ạ. Thì các bạn ơi, ở trên này có một chan rất là nhiều con vịt. Nhưng mà đặc điểm ở đây là các cái mỏ của nó lúc nào nó phiu phiu ra như này này. Trông rõ là xấu ấy. Mà không thấy cái mỏ đấy đâu. Ui, trời ơi, ui đấy. Con để lên cho người ta. À, ui, đâu ấy. Ui, làm gì đấy? Ui, cái đấm. Ui, ui. Đấm hai ăn, đấm hai ăn luôn. Ui, ui dồi. Ui, đấm mạng ạ, đấm hai ninh quá. Ui dồi, ui dồi. Thôi đi ra đi. Thôi đi vào đi, đợi bố cất cho. Ôi, lần đầu tiên vào trong cửa hàng này toàn đồ độc và lạ đây. Cái gì đấy con? Cái này cái đấm đít đúng không? Đấm đít đúng không? Quay được cái đít đây. Quay bông này. Cái này đấm đít đúng không? Yeah. Yeah. Cái này là gì đấy? Ui, đấm nhau không? Ui 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 ui. Không phải cái này để đấm nhau đâu. Cái này để đấm lưng đấy. Đúng không? Cái tay này để đấm lưng. Hả? Dẹt. Con gì đấy? Hả? Sao chưa nhìn con này? À, Elsa, Elsa. Elsa. Đây con đấm lưng cho Mi. Con đấm lưng cho Mi. Mi đấm lưng cho anh. Rồi, Mi quay lưng đây. Đấy, ui đấm khẽ thôi em đau.
này, anh quay lưng đi, bố đấm thử. Thôi bỏ vào, coi bỏ vào cho bố cái. Rồi giúp bố bỏ vào cái. Đấy, mi mi giúp bác bỏ vào hộ bác. Rồi cảm ơn mi nha. Đấy các bạn ơi. Ôi, đây có một bàn tay này. Hả? Anh thử ra xem bạn An, bạn đây. Hình như đây là bức hình của các anh hùng, năm anh hùng ma vớt đây này. Trời ơi, đây là quần áo đấy. Phải không nhỉ? Không biết cái gì luôn. Không biết là cái gì luôn, nhưng mà đây chỉ biết là ma vớt thôi. Đấy. Ui An đây, đừng, đừng ưu quản này. Thấy hình chưa? Bây giờ chúng mình ra kia thì có hàng trăm hàng nghìn cái cốc các bạn nhé. An ơi, các bạn qua gian hàng này này, có hàng trăm hàng triệu cái cốc luôn. Ui, cốc các loại khác nhau. Có cả cốc người nhện luôn kìa. Con ơi, con cầm cái cốc nhựa kìa. Cốc nhựa có cái ống hút kìa. Đấy, chứ con cầm cốc ấy là vỡ đấy. Ok, ok. Đấy. Này. Đấy. Cốc này để uống nước đấy. Ui. Hả? Ui, siêu nhân luôn. Ui, hút luôn. Ui. Hả? Nhưng mà ống này, bố thích ống này hơn này. Đấy. Đủ các loại kiểu ống. Ừ nhá. À, ở gấp vào làm là không uống được nước đâu. Theo xa đây là cửa hàng mà tất cả các đồ này là siêu nhân người nhận và anh hùng với cả ma vơi các bạn ạ. Ôi, thôi mình à. Ôi, ba con gấu các bạn ơi, ba gấu trèo lên nhau cả. Hả? Ôi, cái cốc kim tuyến này các bạn này. Ở dưới đấy kim tuyến luôn. Ôi nhóng nhánh. Ôi không phải. Ôi cốc này à, bên trong của nó là. Ôi đẹp thế. Không phải nước đâu, không phải nước đâu. Nhưng mà nước này nó không chui vào trong, mình không uống được đâu. Mình không cần uống luôn, mở nắp ra xem. Mình bỏ nước vào trong đấy nhưng mình cầm thì nó sóng sánh rất là đẹp các bạn ạ. Đấy, ui rồi, cái tuyến này, ui rồi đẹp chưa. Ui, cái cốc này uống thì chỉ được ngắm thôi. Ở bên trong đây là nó nấp ở. Cái kim tuyến này nó ở giữa hai nớp đấy, hiểu không? Đấy, thấy chưa. Nó chỉ giả vờ thôi như ở bên trong. Đấy, nó ở bên giữa hai nớp đúng không? Đấy, đấy. Thái Ninh nộn ngược lại. Đấy, ui, cái kim, ui đẹp chưa. Ui giời. Đấy, mình giữa hai lớp này đúng không, mình cho nước và mình cứ uống bình thường, người ta cứ tưởng là uống kim cương nhưng mà thực ra không phải đúng không. Đó. Đẹp không, cực đẹp luôn. Đây là có một cái lỗ để cho ống hút vào hút này. Thôi để vào đi, đi chứ mình ngắm là gian hàng này đây toàn hàng đẹp thôi. Ơi thôi bây giờ mình xuống dưới kia ăn kem đi, đi thôi. Rồi bây giờ thì gia đình bạn con Si sẽ xuống dưới tầng 1 để ăn kem đấy, cứ đi lang thang mãi không vừa ăn kem nhỉ. Đây đây, đã mua đồ à? Khổ thế. Trời, các bạn ơi, các bạn biết đây là cái gì không? Cái này mục đích để làm gì? Úi dồi ôi. Rồi, đây là những cái gối, gối để cho vào cổ. Chúng ta ngồi ở trên xe thì chúng ta đỡ mỏi cổ. Nhưng mà xe của nhà anh thì chưa có cái này. Nhưng mà anh thấy xe nhà anh rất là rộng ấy. Sao mà mình bọn mọi người toàn nằm mà. Đây. Đấy. Xem Hà Ninh ơi, Hà Ninh xem mua một cái hay mua mấy cái? Mua 3 cái. Làm gì mà mua 3 cái? Tốt nhất là mua 3 màu khác nhau. Hai con gái màu hồng, con trai màu xanh à? Thôi, được rồi con. Nhưng mà hồng vẫn giống nhau mà. Thôi đi thanh toán đi. Cuối cùng cũng tìm được trong cái gian hàng này một món đồ để mua các bạn ạ. Bạn bảo Si đã đi ra khu thanh toán và đưa lên trên con ơi. Này đúng không? Đây là khu thanh toán này đúng không? Qua vào, con qua chú đi. Đấy, thanh toán bằng thẻ luôn. Đấy. Chú bảo cứ cần đưa thẻ mua thoải mái luôn. Thấm thẻ là tiêu tẹt rồi. Tiêu âm về mẹ bù nhỉ. Thấm thẻ không có bát mà không được. Bao nhiêu tiền hả anh? 207.000 à? 3 cái. Hãy anh lấy con mèo này để hãy lấy cái này. Nhưng mà cái này đâu có quấn được vào cổ đâu. Nhưng mà cái này đâu có quấn vào cổ được đâu, đúng không?
Thôi mình ra kia đi. Xong chưa? Rồi đi. Đi.